Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nay chúng ta nói về đây là trong sách thuộc về thiền chứng, tức là cái 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 sự chứng nghiệm thật sự thì cái tâm trạng nó như thế nào và nó có tâm trạng hay là không có tâm trạng thì qua cái bài của thiền sư gọi là bậc đô này bậc đội này thì chúng ta gọi là ba xu ba xu thì chúng ta sẽ thấy cái cái vấn đề cái cái thực chứng ở trong cái tâm thức mỗi người tu tập không nhất thiết là phải thiền hay không nhất thiết là phải trong cái 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 pháp gì nhưng mà cái tâm của mình đó nếu lúc nào mình có cái trạng thái như thật như ở trong cái bài này diễn tả thì chúng ta biết nó như thế nào mà không cần phải phải so sánh Ý nghĩa của việc nhìn vào cái tôi với lòng căm hẳn, căm giận. Có người hỏi, con nghe rằng từ tổ nọ tới tổ kia đều chỉ thẳng vào tâm. Khiến người ta thấy tự tính thành Phật. Con cũng nghe rằng hãy nhìn vào cái cái tôi với sự mãnh liệt như lòng căm giận thành dành cho kẻ thù ý nghĩa của điều này là gì vậy? Ba à, bữa nói bữa đáp Trong cái tôi có cái chăng và cái giả Tâm phân biệt là giả Phật tính là chăng Bắt đầu qua cái câu này Chúng ta thể có cái sự nghiệm chứng thực của chính mình là như thế nào Nà. cái tâm phân biệt là cái gì thật sự chúng ta chúng ta có thể xảy ra cái tâm phân biệt nhưng mà bây giờ hiện giờ chưa chắc chúng ta đã có tâm phân biệt cái tâm phân biệt dù nó có phân biệt rồi nó cũng sẽ có cái khoảng hở cái khoảng ở giữa hai cái sự phân biệt thì nó không có cái sự phân biệt. Vậy chúng ta hãy tự nhìn lấy mình, tự ở bên trong chính mình mà biết cái chỗ không phân biệt đó. Khi chúng ta biết rõ ràng đây là cái cái chỗ không phân biệt thì chính cái chỗ đó nó là chứng. Chứng là sao? là cái trạng thái không phân biệt mà không phải là chúng ta nghĩ không phân biệt hay là nói tôi không phân biệt hay là bạn đừng phân biệt nó không có từ ấy cả nó là một cái loại cái 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 biết về cái sự thật mà từ cái 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 thật đó nó nó biết nó có cái từ không phân biệt chính nó không còn cái sự phân biệt chứ không phải là chúng ta nói không phân biệt cũng như bây giờ chúng ta nói tôi có một cánh tay hay là một bàn tay hay là một ngón tay thì thực khi mà chúng ta nói đó nhưng mà trong một cái khoảnh khắc rất ngán ngủi chúng ta thấy thấy cái đó cũng như bây giờ à, tôi nói à, cái này thì các bạn vừa thấy trong tâm mình nghĩ là ông Phật, có hình ông Phật. Nhưng mà nó không phải như vậy. Khi tôi vừa đưa lên, nếu bạn không nghĩ hoặc là cái người không có phải là đạo Phật hay là cái người không biết gì cả, nó giống như một đứa trẻ con, hay nó nó giống như một người mà À, nó nó vô tư chưa chưa từng nghĩ tới chưa có ký nghĩ thì nhìn thấy nhưng mà cái 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 chỗ mà xảy ra trong tâm chúng ta là ta không thấy ví dụ như mình nói à, đây là một cái ông tượng hay là một bức tượng thì thực sự ra chúng ta đã 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 cho nó là cái gì rồi biết nó cái gì nhưng mà mình thường nghe nói là Phật thật sự là cái người không có không có cái cái danh bởi vì chữ Phật có nghĩa là giác mà giác nó không phải là một cái danh mà nó là một cái trạng thái giải thoát cái trạng thái mà có thể biết được tất cả sự vật ở bên ngoài nghĩa là nó là cái biết mà cái biết cái biết đó là giác mà cái giác là cái biết chứ không phải là biết cái gì cho nên nó không bao giờ nói cái gì. Bởi vì nó không nói cho nên cái biết đó nó đồng như cái không biết. Cho nên cái biết nó nó đồng như cái không biết là bởi vì nó không sanh ra cái khái niệm, nó không sanh ra cái danh từ nó không sanh ra cái tâm nó không sanh ra thức nó không có gì cả bởi vì nó là tự tính ừ. còn chúng ta nói tôi biết thì thật sự mình đã có cái, cái cái quyết định rồi cái có cái biết mà cái biết là tôi cho nên chúng ta tạo một cái chủ thể để chúng ta thấy tất cả mọi thứ nó đều là khách thể nó đều là từ cái bên ngoài hoặc là chúng nó chúng ta nói có tôi, chính tôi biết. Dù chúng ta nói như thế nào nữa thì cái 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 cái, cái tôi cái từ đó, cái âm thanh đó hay là cái tiếng đó nó vẫn đánh mất cái, cái cái sự thật. Có thể chúng ta thoáng, chúng ta biết cái biết nhưng mà chúng ta đem đưa ra cái biết thì chúng ta không thể không thể trích dẫn, không thể đưa ra được. Không thể chỉ nó là cái biết là cái gì nữa. Bởi vì cái biết nó vốn là là giải thoát. Tức là nó không có bị ràng buộc vào bất cứ nó không phải là cái từ, nó cũng không phải là ý nghĩ, nó cũng không phải là cái nói hay là định hình, định danh, gì hết cả. Nó hoàn toàn. Cho nên chỉ có một điểm đó là nó thật sự trở thành, thật sự là Phật còn tất cả những cái khác đó nó là âm thanh nó là danh từ nó là ý nghĩ nó là cái sự va chạm xúc động dù mình xúc ở trong tinh thần trong nội thể hay là cái tiếp xúc bên ngoài đó tất cả nó không có liên hệ không có liên kết ừ. cho nên ở đây bữa nói là kêu rằng à, nếu mà tiếp xúc không còn sự tĩnh lặng Thế tới tới đâu nó sẽ tới cái điều mà trong sâu sắc trong sâu xa chúng ta biết chứ không phải là tới cái điểm mà dừng hay là cái điểm có cái điểm mà chúng ta suy nghĩ nó không phải tới chỗ đó cho nên đây là cái cái gọi là thiền chứng tức là cái chỗ để chúng ta chứng chứng thực thật sự chúng ta chứng chứ cũng không phải là chúng ta nghiệm Nghiệm là nó cũng giống như một cái sự duyệt xét lại trong vấn đề chứng. Nhưng mà hệ chứng là chứng thôi. Bởi vì chứ chứng nó không cần kinh nghiệm, nó không cần bất cứ gì cả. Trong cái tự thể của nó, nó giống như hư không. Nhưng mà trong cái hư không đó, nó có cái tính biết. À, còn cái hư không vật chất thì nó là hư không. Thì cái tính biết nó cũng là không bởi vì cái không và cái biết hai cái nó đồng nhau mà nó là một cho nên bây giờ chúng ta biết nó cũng là hư không nhưng mà khi nói chúng ta nói biết cái gì mình định hình mình nói cái danh cái cái điểm mà mình biết đó thì nó thành ra cái ngã thức cái, cái, cái tự thức của mình biết đó còn cái biết chúng ta không là gì cả nhưng mà đừng có cái khách thể Đừng có ở đằng kia Mà cái biết cũng không có người biết nữa Thì đó là chúng ta bắt đầu chúng ta vào được Mà mình biết rõ ràng như vậy Tức là bắt đầu nó chứng Chữ chứng này nhưng mà thật sự nó cũng bí mật lắm Nó không phải ai chứng hay là hả không có, có ai chứng cho mình và cũng phải, không có mình tự chứng gì cả. Nó là như thế thôi. Cho nên bữa nói là tiếp xúc mà không còn sự tĩnh lặng sẽ tới ừ, cái câu này nó sao tiếp xúc không còn À rồi cái dấu vải này viết cái chỗ này nó lờ mờ quá tiếp xúc không còn không còn là sao ví dụ như bây giờ tôi bưng cái này và tôi có thể uống nước. Dạ thì nó tôi, tôi nói tôi không tiếp xúc, không ai có thể chấp nhận được. Bởi vì tôi chạm vô là đã tiếp xúc. Mà tôi uống vô, tôi uống nước thì tôi tiếp xúc. Tiếp xúc rồi tôi có cảm giác có đủ hay cả. Thì không thể nói không tiếp xúc. Nhưng mà thật sự ra nếu mà tôi là một người hiểu được đạo. Thì không có cái tiếp xúc đó. Quả nhiên không có tiếp xúc đó. Nhưng mà điều đó. Mình chỉ tự biết thôi. Cái con người của người nào mà. Mà tiếp xúc mà không tiếp xúc đó là tự biết. Ừ. Cũng như mình. Mình chạm một cái gì. Mà mình không có cái tâm chạm. Không có cái nghĩa là nghĩa là mình giả trí ngay dù mình có cảm giác đó đi nữa nhưng mà cái 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 sự giác ngộ cái không đó nó vẫn hiện hữu ngay khoảnh khắc đó vì thế cho nên trước hết là là cái tâm nó không có niệm ở ngoài không có danh nó không có tên à, cho nên cái thọ ấm đó tự nhiên nó không phải là nếu mà nói nó không á thì nó không phải là không như hư không nhưng mà nếu nó có thì cái người chứng nghiệm đó nó không có cho nên cái điều đó nó rất bí mật nó gần như có sự mâu thuẫn nhưng mà không nhưng mà trong cái thực chứng thiền chứng nó không có mâu thuẫn cái mâu thuẫn chỉ người ta không có đạt được vào cái cảnh giới đó thôi cho nên làm sao nói rằng tôi không có cầm một cái vật này tôi không có cầm cái viên đá này Bởi vì bây giờ tôi nói thì tôi phải nói tôi cầm cái viên đá này. Nhưng mà khi tôi nói vừa qua đó thì thì cái gì đây? Ví dụ dù tôi có có cái cảm giác đi nữa thì tôi tôi vẫn không có cái, cái... bởi vì nói này nó khó, nó có nhưng mà là nó không không phải là triết lý nhưng mà nó không có thật nó không có thật là bởi vì tâm cái cảm giác này nó không cái mà chúng ta nói bắt buộc phải có cảm giác ví dụ như cục đá này nó cứng hay là rà vào nó mát nó lạnh này kia nó có điều đó nhưng mà nếu một người chứng đạo một người thật sự mà biết cái cách chạm xúc là không không có không có bởi vì nó có cái có trong cái chỗ chứng chỗ biết đó nó không có cảm xúc nó lạ như vậy mà nếu cái biết nó mạnh mẽ thì thật sự gần như nó cũng không có cảm xúc thật ví dụ như bây giờ ta chạm vào hư không thì nó, nó lấy cái gì mà nó xúc và nó thọ được đâu thì nó không có cái tư tưởng nhưng mà thật sự nếu mà có một cái thức biết á thì nó vẫn có cái tiếp xúc. Và cái thức biết nó sẽ nói rằng tôi tiếp xúc với cái không là gì và cái không. Cái không nó có không có xúc là bởi vì nó cũng không có cảm giác. Nhưng mà cái biết của nó thì nó biết là cái không cảm giác là một cái loại cảm giác. Nó không có cái rõ ràng, nó không có đậm đà nó không có gợi lên cái cái xúc cảm ở cái thân thể mình được. Ví dụ tôi chạm vào hư không này, vì chính cái không đó Thật sự là trong cái không đó mình vẫn biết có sự chạm, chạm vào cái không. Nhưng mà nó còn không thấy cái chỗ đó, nó không thấy cái chạm đó. Và trong tâm cũng nghĩ là không có luôn. À. Thì cái mà không không thấy có, không bị không có nghĩ đó. Thì cái khoảng tâm đó là gì? Cái khoảng đó nó không cần cái thức biết. Nó không có cái thức biết. Vì nó là cái biết, nó là cái không mê. Còn cái thức biết đó nó kèm theo một cái thể, thể cái thể hình thể chất một cái gì đó trong cái nội tại cái nội dung của nó. Cho nên bởi vì chứng là mình tách rời ra tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái hữu, cái có, cái hữu thể. Cái đó từ vật chất và không vật chất, từ có tên và không tên. Nó không dính dắt. Nếu mà chúng ta muốn biết cái sự thật này thì chúng ta hãy hãy biết trước khi mình trước khi mình nghĩ nó có cái gì. Nếu chúng ta nhìn cái gì thì nó toàn là vật chất thôi. Mà vật chất đó đừng có đánh giá Đừng có gọi tên Thì cái vật chất đó là gì à. Cũng như sự vật á Chúng ta đừng có đánh giá Đừng vật này. Cái này nó động Mình thường thường mình nó ở cái tay mở Nắm nở nắm mở nắm Nhưng mà nếu chúng ta làm thật Rồi là nhanh vậy đó, thì, thì thật sự chúng ta không biết nói là cái gì Chúng ta nói nó ồn ào Nó động này kia nhưng mà nó đâu có động đâu chúng ta nói nó đậm chứ không nó không đậm chúng ta thấy nó có gì giống như nó nó vọng nó loạn chứ nó không có loạn chính nó không có gì cả ừ. cho nên chúng ta thấy một cái viên đá này dù chúng ta đánh giá chúng ta nói bất cứ gì nó cũng không biết nó không có cái biết bởi vì nó là chính nó bây giờ có đập ra nó thì nó cũng không có là không có không có ồn ào nó không có bực mình vậy ta mà để yên nó một chỗ thì nó cũng vậy cho nên cái cái cử nó gọi là vô tri vô giác của nó nhưng mà cái người mà có cái sự giác ngộ á, thì có một cái khoảng nào đó bí mật nó đồng như 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 cái đó à. cho nên chúng ta phải nghe đây này uhm. Trong cái tôi có cái chăng và cái giả Tâm phân biệt là giả đó. Bởi vì chúng ta tâm phân biệt Tức là chúng ta tâm khởi niệm khởi đậm, khởi ừ, cái, cái tính chất có cái gì đó Nó, nó nằm trong ngũ ấm khởi, khởi có biết về xác Về cái thọ, về thành, về tưởng, về thức Và kể cả cái biết nó rơi vào những cái thọ tưởng hình thức đó Thì nó là giả còn cái phật tính là gì? bởi vì lại trừ tất cả cái giả đó thì cái mà chúng ta không không thể đặt tay được, chúng ta không để đặt tay được, chúng ta không thể nói nó là cái gì cả. thì cái đó là cái thật tính, pháp tính, pháp thân hay là phật. bởi vì cái điều này là cái điều không thể diễn dịch. cái còn lại cái chúng ta có thể nói về cái trước thôi. Chứ cái này bây giờ chúng ta nói Phật tính, không Phật tính gì nó cũng vậy. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có nhìn thấy không? Chúng ta nhìn thấy ở trong cái 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 chỗ mà về biết về cái điều đó. Ừ. Hay là chúng ta có cảm giác được cái gì đó. Tất cả cái mà chúng ta không có không có thanh ra ý thức, không có gì cả mà chúng ta biết đó. Thì nó vượt qua ý thức đó, thì chính là nó. Ừ. Chính là nó, nhưng mà nó nó không bị mê. Cho nên, nó có thể tự tự do làm gì là. Ví dụ cái, cái tay này nó không cần phải biết ai sai xử hay là nói nam hay là. Nó không, nhưng mà nó có thể nắm, có thể xè. À. Nó có thể đưa lên, đưa xuống này kia. Nhưng mà nó không nói tôi đưa lên, đưa xuống vậy cả. Nó không nói vậy cả. Tất cả cái này. Đây. À. À kể cả đầu của nó cũng vậy, cái đầu nó lắc lư nó gục gịch hay là cái gì, gì? nó không có nghĩa là tắt toàn bộ của nó vậy trong sâu xa đó chỉ chúng ta xác định xác định về cái biết nó là cái gì thì nó sẽ là cái đó cái đó là do cái chỗ chúng ta xác định chúng ta biết về nó chúng ta biết về nó chứ không phải là nó bởi vì cái nó là không tên Cho nên sự vật không tên Mà con người nếu thật sự không tên Là con người đó có thể thấy được cái địa sự, sự bí mật Biết được sự bí mật Bởi vì cái không tên nhưng mà không phải là thấy không tên Nói không tên gì Nó nguyên lý nó là không tên cái là nó không niệm, không động Không có tỉnh, không có động Cho nên nó là không tâm Bởi vì có tâm là nó sẽ có cái đồng Có cái tỉnh, có cái lặng, có bất cứ cái gì Còn khi mà nó không tâm thì đó là tâm Phật Còn có tâm là tâm đó là tâm phàm Ngay cả cái ngũ quan của mình là thấy, nghe, hay biết đó Ví dụ bây giờ có một tiếng động nhưng mà tôi nói nghe cũng được Mà tôi nói không nghe cũng được Bởi vì nó không có động Bởi vì nó phát ra Cái lỗ tai mình nói vậy Nhưng mà nó vẫn có cái không nghe Cái không nghe đó Trong khi nghe đó Thì thì nó nghe Mình nói nó nghe là bởi vì Cái tiếng động nó đi ngon qua cái không đó Nó có cái loại như vậy nhưng mà rồi xong nó qua cái tiếng động đó rồi thì tự nhiên cái không đó nó vẫn đó. Nếu mình biết cái không trong động rồi thì cái động đi qua thì cái không đó nó nó vẫn còn, còn cái động thì nó hết. Cái âm thanh nó dứt nhưng mà cái không âm thanh thì luôn luôn nó còn hoài. Cái chuyện rõ ràng. Ví dụ vừa rồi có tiếng của một con chó ở đâu đó nó kêu. Và tôi sẽ thấy nó không có ồn ào, không có kêu, không có gì cả. Ví dụ nếu có con chó nó vào đây nó kêu, nó la ôm. Thì phải đuổi nó đi là bởi vì để để cho cái 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 thời mà tôi nói chuyện cho cho nó được yên tĩnh nghĩa là để khi nó ồn ào thì người ta không thể nghe được bởi vì nó sẽ phá khuấy cái, cái âm thanh nó pháp đi nó tạo ra một cái âm thanh ồn ào một cái âm thanh gì mà nó nó không có nghĩa lý gì cả cho nên người ta không thể nghe được vì thế cho nên phải mời nó đi chỗ khác đẩy nó đi chỗ khác nhưng mà riêng với với tôi tôi nói thật sự thì tôi vẫn không thấy cái gì hết cả cho nên cho nên ngay nơi cái động cũng thấy không động Cho nên Phật Pháp là, là bất ly thế gian giác Nó không rời thế gian, nó không rời Pháp Pháp không khắc Pháp Chúng ta chúc về chỗ nào, chúng ta thích chỗ nào Chúng ta loại trừ nó hay chúng ta chấp nhận nó Chúng ta ái kiến nó thì nó diện hữu Cho nên nó Pháp Pháp Tức là Pháp với Pháp, Pháp nào cũng vậy Không khắc Pháp hay mà do ái trước sanh lầm cái ái, tức là chúng ta nặng về chỗ này nhẹ về chỗ này chỗ nào chúng ta nặng rồi thì chúng ta thấy nó rõ ràng đó nó thực hành pháp đó cháu nó thực hành pháp đó hả à thì như vậy đó không ba không, mình cũng nói để cái người nghe đó người ta thấy rằng mình biết đó nhưng mà chứ không thì đến ví dụ bây giờ mình vừa nói đi nữa nó nó rộng lên thì bây giờ mình có khả năng đó nhưng một người ngồi bên đó họ không khả năng đó họ thấy nó bực mình hả có con tiếng chó không vô máy hả à? Đó. nhưng mà nó vô trong tay thầy <laughs> cho nên do như vậy đó chúng ta với cái vấn đề mà nghe pháp tức là thực hành pháp tức là hiểu pháp chứng pháp đắc pháp <laughs> nó thật sự vậy nhưng mà chúng ta không dám nói vậy là bởi vì thường thường mình ưa có cái khiêm nhường hay là có cái cái tính chất tự trọng cái tính chất là cung kính hay cái gì, gì đó mình sợ mình sợ có cái bản ngã mình sợ mình nói như vậy là mình mình nói một cái tính chất ngã mạng mình chưa hiểu mà nói mình hiểu chưa biết mà nói mình biết chưa chứng mà cho mình chứng nhưng mà mình thường thường mình có cái sợ trước mình có cái tránh trước chứ thực sự ra nó không phải như vậy mình à. ừ. ừ. quán ra ngoài coi cầm ở bên à. cho nên tất cả sự vật á thực sự á, nó đều ổn định nó không có cái gì hết cái tâm thật của mình không có cái gì phá phái được ngay cả sanh tử nó còn không làm động tâm cho nên người ta mới nói rằng bắt sanh bắt diệt ừ. bắt sanh bắt diệt là phật đó ừ. cho nên nhỏ tôi thường nói bắt sanh bắt diệt lão cụ đàn ừ. Cho nên trong cái tôi có cái chân và cái giả Tâm phân biệt là giả, Phật tính là chân Trong cái tôi đó Là chúng ta nói cái tôi Chứ thực sự nó không có cái tôi Cái gì chúng ta đặt ra chúng ta nói Ngay có cái sự Phật tính nó có thật Nhưng mà cũng do chúng ta đặt cái tên ra Có khi chúng ta đặt cái tên ra Chúng ta mới nghi ngờ, mới tìm kiếm hay gì đó Ừ. Khi chứng ngộ tự tính, chặt dứt gốc rễ, bánh xe luân hồi. Bởi vì khi mà chứng ngộ đó, tức là cái tâm mà chứng ngộ, tức là cái tâm mà nó hiểu biết, nó ở trong một cái tính chất gì mà không có nhị nguyên. Không có đây, không có kia, không có đúng, không có sai, không có phải, không có quấy, không có đậm, không có tỉnh, nó ở trong một cái không lạ lùng lắm mà nó còn vượt qua cả cái mà mình gọi là không bởi vì nó không có ý thức không có gì cả chính chỗ đó là chỗ phật tính mà nếu ở trong cái chỗ đó thì nhất định là giải thoát nếu bây giờ chúng ta thấy chúng ta không động không chuyển không chạy theo cái gì và không bám víu cái gì thì cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta không có sự dính mắt Mặc dù ví dụ mình cũng nghe, cũng nói, cũng hiểu Nhưng mà mình biết cái chỗ không động Thì là cái chỗ không động đó là cái chỗ không dính mắt Chứ không phải là cái chỗ nói Không phải là nói tôi không động Hay là tôi thế này thế kia không có Mình biết do cái chỗ biết đó Trong cái cái trung tâm của cái cái cái, cái khoảng giữa đó Nó là cái biết Mà cái biết đó thì nó không có luân hồi Cho nên bữa gọi là giải thoát cái điều này nếu mà nói thì nó quá dễ nhưng mà nói cái kết quả không luân hồi hay chứng đắc rồi thì nó quá to quá vĩ đại làm sao mà ai tin được tôi nói chắc gì tôi tin ví dụ vậy đó bởi vì tôi không nói thì tôi cũng đâu có nghi thành tôi nói tôi cũng không có tin hay không tin cái đúng thì nó thuộc về cái sát nhập vào cái cái gọi là chứng cái chứng biết nó biết nó mà nếu nó còn dư lại một chút xíu nào đó thì gọi là nghiệm chứng nghiệm nhưng mà nó không cần nghiệm nó chỉ chứng là chứng mà chứng nó cũng không có từ không có danh nữa nếu chúng ta biết rõ ràng cái điều đó thì cái chứng nó cũng như giống như một không gian vào không gian bởi vì cái tâm chúng ta là không Mà chúng ta vào cái không Nó trở thành không Dù cái có là hình tướng Nhưng mà hình tướng đó Khi mà chúng ta nêu lên cái danh Là cái gì hay này kia Thì cái đó nó sanh trong đầu óc mình Còn cái vật chất á, Thì nó Nó là một cái vật chất Nó chỉ có cản vật chất Với vật chất nó cản nhau Ví mình đi mà mình đụng một cái gì đó Thì cái vật cản nó làm trở ngại Cái cái bước đường, cái bước tới của mình đó. Nhưng mà nó không có, nó cản mình Nhưng mà trong khi cái biết mình là nó không có Không có rung động, không có đậm, không có tỉnh, không gì đó Thì chính cái biết của nó và cái thấy của nó Là chỗ đó giải thoát Bởi vì trong bất thân này nó phải là như vậy cho nên còn cái giải thoát đó khi chết nó cũng giải thoát. Khi chết thì tự nhiên nó không có thân. Thì tự nhiên cũng giống như là người ta nói là chim bay lòng rách. Cái lòng là cái thân này nè. Khi lòng rách thì chim bay. Chim bay lòng rách thức thần tùy nghiệp tạo. Vần sai sáu nẻo bởi một lòng. À. cái câu này không phải là cái câu của tôi nói mà cái, cái câu của một vị tôn túc ừ, hồi xưa tôi đi học thì ngài nói như vậy đó chim bay lòng rách thức thần tùy nghiệp tạo vần sai sáo nẻo bởi một lòng nó đối với cái câu bởi vì cái đây là câu đối hoặc rắm cây lên thể chắc hệ nhân trầm sống chết tư mùa do bốn lớn đó. câu này nó rất hay ừ. vì thế cho nên nhưng mà cũng có thể là ví dụ như cái người nói đó có thể quá giỏi giáo lý hiểu giáo lý mà nói cũng có thể ngộ mà nói cái điều này thì thì mình không biết thật sự khi mà phát âm lên thì cái ngày đó là do ngộ hay là do do giỏi giáo lý mà nói hai cái đó nó khác nhau ừ. biết giáo lý hay là hiểu đạo pháp điều này kia đó thì nó sanh ra một cái huệ ừ. cái huệ nó vượt qua cái tri kiến mà thấy được tất cả những cái cái kẻ hở của chân lý của của sự thật thì nó lên được. Còn khi ngộ thì nó không cần gì, sách vở nó không cần gì, kinh điển nó không cần gì cái gì hết cả. Tự nó biết tự nó nói. À. Cho nên cái tâm ngộ đó nó không có mượn vai mượn gì hết. Mà thật sự khi ngộ nó cũng không phải là gọi là tự nó. Tự nó là là ch chúng ta nói thôi, chúng ta đứng bên ngoài chúng nó tự tha tha nhưng mà khi cái tự đó nó không ý thức nó không là gì cả nó nó phát sanh cũng như giống như chúng ta đưa cái tay lên hay là để tay xuống nhưng mà mình nói thì mình mới biết là đưa tay lên để xuống còn không nói nó không nói cái gì cả chúng ta phải thấy cái từ không âm thanh không tiếng lời không nói mà cái, cái biết đó nó cũng không có dính nó không trong tâm nó không nói đưa lên đưa xuống hay đưa qua đưa lại nó cho nên cái đó gọi là vô ngôn tức là không có cái ngôn ngữ không âm thanh gì. vô ngôn mà chúng ta thấy cái đó nhưng mà chúng ta cũng vô ngôn mà mình biết cái nội dung biết cái cái cái, cái nguồn gốc của cái vô chưa 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 nói tiếng vô hay là nói tiếng vô thì cái chỗ đó là thiền thiền chứng nó ở khoảng giữa nhưng mà khi nó nó chứng rồi nó biết rồi thì bây giờ có nói nó cũng là cũng hiểu đúng không nói nó cũng hiểu mà nói nó cũng hiểu có nó cũng chứng mà không có nó cũng chứng cho nên không trở ngại ừ. nó, nó ý chừng như vậy khi chứng ngộ tự tánh thì chặt dứt gốc rễ bánh xe luân hồi bởi vì cái gốc rễ bánh xe luân hồi là cái chỗ bám chấp chúng ta luân hồi là bởi vì chúng ta chấp bởi chúng ta chấp thì nó nghiêng vào một bên nó nghiêng qua cái này nó nghiêng qua cái kia cũng như nó, nó nghiêng đó chúng ta nói mà cái hình tướng thô thì giống như là nghiệp là thích chúng ta dùng cái đó ở trong cái đó nó đưa chúng ta đến loài người chư thiên mà nó thoát ra cái đó thì chúng ta giải thoát mà nó nặng nó chiều nó trùng xuống thì chúng ta đọa vào các các cõi khổ như là chúng sanh như là địa ngục ngạ quỷ này kia nhưng mà tất cả cái đó đều là vô ngôn cái vô ngôn đó bây giờ chúng ta phải biết cái bây giờ đây, thì cái vô ngôn bây giờ cũng là cái vô ngôn lúc mà mà chúng ta đi đầu thai. Ừ. cho nên cái cái bây giờ nó là cái mãi mãi, mà cái chưa đến là cũng là cái bây giờ, cái vị lai like cũng là cái bây giờ. Ừ. Đó. nhưng mà nếu cái về bây giờ mà nó có tên, có tuổi có thời gian không gian thì không phải là bây giờ Là nó là cái Cái không gian Thời gian nó ghi dấu Cái bây giờ Thành tên, thành tuổi, thành đúng, thành sai Thành đủ thứ Là chính việc thời gian Và cái không gian Không gian nó từ ảo Thời gian nó từ đo đếm Cái, cái từ trong sâu xa Nó, nó phát sinh ra cho nên có là những lần trước chúng ta cũng nghe là Nếu mình hiểu biết về thời gian Thì đồng thời mình hiểu biết về không gian còn cái bình thường là mình dùng mình dùng nó nhưng mà mình không hiểu biết nó thành nó trở thành ràng buộc nó trở thành mỏi mệt còn nếu mà mình hiểu biết nó thì mình có dùng mà không dùng thì mình cũng không dính dấp gì tới nó cũng như mình mình biết là hư không thì mình có đi trong hư không nó cũng không chướng ngại mà nó nó lạ là dù mình không biết trong hư không tức là mình không biết cái tên không biết cái không có phân biệt không có ràng buộc gì đó chứ mình cũng vẫn biết bởi vì cái hư không chính là cái biết mà cái biết nó cũng như hư không vậy thôi hai cái đó nó cân bằng nhau Cho nên trong cái tôi đó có cái chân và cái giả Tâm phân biệt là giả Cho nên chúng ta khi thấy sanh Sanh ra cái phân biệt Nếu mà chúng ta thường thấy trong tâm Thường thấy cái niệm mà phân biệt đó Rồi sau đó nó là cái gì Trước đó nó là gì Thì chúng ta phân biệt Chứ nó không khó Nhưng mà chúng ta không nghĩ là nó đơn giản quá như vậy Chúng ta tìm tâm suốt kiếp này qua kiếp kia suốt từ 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 trẻ cho tới già trải qua bao nhiêu chục năm từ học hành thăm thiền quán tưởng mà mà chúng ta cũng đâu có có dám nói là tôi biết tâm tôi ngộ tâm tôi thấy tâm đâu không ai dám nói cả bởi vì thực sự chúng ta không thấy không biết chúng ta biết đó nhưng mà chúng ta không dám nhận chúng ta không biết nhận ở chỗ nào cho nên chúng ta không dám nói hơn nữa mình mình cũng biết là mình nói ra nó không nhất định trúng và biết là nói ra mọi người sẽ phản đối nó chà ông vậy mà ông dám xưng là ông ngộ tâm ông đắc đạo này kia đó là phàm xưng chứng thánh tội lâm hoa tỳ rồi mình này cái tứ thật sự do chúng ta sợ chúng ta không nói bữa hơn nữa chúng ta biết nói ra cũng không ai tin cho nên không nói nhưng mà cái biết đó Nó tự biết Nó cũng biết Ai cũng biết hết cả Cho nên luôn luôn Cũng như chúng ta có cái của quý Nhưng mà chúng ta không dám dùng Bởi chúng ta biết rằng Đem dùng thì chưa chắc người ta chấp nhận Cái đó là cái viên ngọc quý Có thể họ nói đây là viên ngọc giả Anh lầm rồi Anh giả rồi anh, cái, cái viên này không phải viên ngọc Cho nên nó có nhiều lý do Mà người ta không thể nói Ừ. hoặc là người ta cũng không biết mà không nói thì cũng có. Ừ. Nhưng mà biết mà họ bị cái sốc quá có khi họ cũng nói. Ừ. Nhưng mà cái người mà nói vội thế này kia thế thì có khi nó cũng có một cái sự lệch lạc. Bởi vì nó không có cái thực đó, nó không có một cái sự hối thúc. Nó không làm cho cho chúng ta không ổn định, nó không làm rối loạn nó không Nếu mà đánh đến cái thật đến cái biết thật đó cái đó nó tạo ra một sự bình đẳng an ổn kỳ diệu nó không cần bình tĩnh nhưng mà nó vẫn bình tĩnh nó không cần tự nhiên nhưng mà nó là tự nhiên nó là không cần điềm đạm nhưng mà nó không thấy gì hết cả cho nên nó điềm đạm mà nó thấy nhưng mà nó không chấp nó không danh không xác cho nên do vậy nó gọi là không thấy cho ừ. nên tất cả những điều đó là những điều bởi vì chúng ta đi tìm Phật hay là đi tìm Phật tánh đi tìm tâm đi tìm chân tâm hay là chúng ta muốn tìm cái chân lý triết lý chân thật nhất mà hãy chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ buông tay học không học cũng được thật sự tu không tu cũng được bởi vì nó là cái nghĩa của sự giải thoát à. Cho nên cái điều đó là cái điều không phải một đời một kiếp mà mình nói cái đó, vô lượng đời vô lượng kiếp ai cũng nói cái đó hay cả. Người ta đến cái điều đó, người ta không có cái sợ. Nhưng mà đồng thời người ta không thể nói được. Bởi vì nói ra đâu ai công nhận mà nói. Dĩ nhiên họ phải không không công nhận. Nếu họ ai mà nói ra ai cũng công nhận ấy, ai cũng quan ô ấy. Thì thật sự điều đó nó cũng không có gì giá trị bởi vì ai cũng biết rồi ấy cả. Nên mới nói là Chặt dứt gốc rễ bánh xe luân hồi Biểu thị nhiều phẩm hạnh nội tại Tiếp xúc với người khác Và mang lợi lạc đến cho cuộc sống của họ Con người đó nó cởi mở Nó không có ích kỷ <laughs> Nó nhất là về cái cái tính chất hiểu biết tinh thần nó sẵn sàng chia sẻ nó sẵn sàng trình bày giải trí nó nói điều đó mà nó biết được à, nó biết người ta nghe ai thầy này kia thì nó không có trở ngại và dù nó nói một cách ngon tàn hay là nó nói một cách khiêm nhượng. hay là nó năng nỉ. hay là nó vô tư thì thì nó cũng đều không sợ là bởi vì cái không sợ là cái nó nói, cái nó nói là chân lý, chân lý là cái nó nói, cái nó nói là không sợ, nó đều là một khí Còn sợ là nó có cái tướng để sợ, còn không sợ là nó không có cái tướng của không sợ. Bởi vì nó không có tướng gì cho nên nó không có trở ngại. Thực sự thì cái 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 lý đó mình nói ra cũng hơi khó hiểu. đây gọi là thấy tự tính thành Phật, đó. cái đó là thấy tự tính thành Phật tức là trở thành giác ngộ chứ không phải là trở thành thần thông biến hóa nghĩa là đủ thứ chuyện rồi bay đi mất, không phải. nghĩa là Phật là Phật tính, Phật giác, nghĩa là giác giả là cái bậc giác giả gọi là Phật. gốc rễ của sinh tử là tâm phân biệt bây giờ chúng ta muốn biết cái đó thì chúng ta coi thứ chúng ta có phân biệt không và phân biệt là gì mà chúng ta phải thấy sự phân biệt chứ không phải là mình phân biệt rồi rồi mình nói ờ à, tôi có phân biệt hay tôi không phân biệt tức là mình nhớ lại nghĩ lại thì là không phải thấy ví dụ mình đang phân biệt mình thấy mình phân biệt hoặc mình biết cái khi chưa phân biệt mà khi mà nó nói nói chuyển ngữ hay là nó trình bày hay gì đó nói từ cái phân biệt thì mình phải thấy cái chỗ đó thế mình thấy được chính xác thì mình nói đúng nói sai nó có không gì cũng 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 chính xác chứ nó không có sai cho nên nó thấy tự tính thì thành phật gốc rễ của sinh tử là tâm phân biệt kẻ mới nhập môn nhầm lẫn cho những thứ như là năng lực hay là hầu quang hay là thể hiện thần thông sự bày tỏ rõ ràng của Phật tính à, nghĩa là mình không biết thì nó mới có cọ sát nó nắm lên hay nó 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 đánh cái 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 đá mà nó phết ra một chút lửa thì mình cho đó là hoàn thành rồi thì cái điều đó nó còn non lắm nó chưa nó chưa phải và cái đó có khi nó lệch bởi vì tất cả những điều xảy ra đó thì không phải Phật. Mà ở trong sách, trong kinh gì cũng nói là ma quỷ nó cũng đủ khả năng nó làm đó. Cho nên không không phải. Chỉ khi thấy chân lý nó mới là thật. Cho nên kẻ mới nhập môn nhầm lẫn cho những thứ như năng lực hầu quang thì hiện thần thông là sự bày tỏ rõ ràng của Phật tính. Trong khi đây thực sự thật ra là gốc rễ của luân hồi cho nên mới nó có hành động của tâm phân biệt cổ nhân nói người học đạo không nhận ra chân lý vì họ chìm đắm trong tâm phân biệt của quá khứ có người học đạo mà không nhận ra cái chân lý bởi vì chìm đắm trong cái tâm phân biệt tức là cái tâm phân biệt nó có nhiều cái giới hạn ví dụ chúng ta sở ra nhớ lại một cái quá khứ gì đó so sánh với cái hiện tại. Thì chúng ta thấy cái này đúng cái này không đúng, chúng ta sanh phân biệt. Hoặc là chúng ta ngầm chúng ta biết một cái gì đó mà bây giờ chúng ta nghe nói, chúng ta thấy không phải thì nó sanh phân không phân biệt. Hoặc là nó có một điểm gì chúng ta nghi ngờ, chúng ta cũng sanh ra tâm phân biệt. Rồi có một cái gì đó chúng ta không rõ ràng, chúng ta cũng sanh ra phân phân biệt mà nó có rõ ràng mà rõ ràng sai cũng sanh ra phân biệt bởi vì cái cái tâm phân biệt là cái tâm vọng cái tâm nó không có thật nó do sự cọ sát mà nó sanh ra cái 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 hiện tượng cái âm thanh đó chứ chính nó còn không có cho nên làm sao nó thật được ừ. cho nên nó hạt giống sinh tử qua vô lượng kiếp là điều kẻ ngốc gọi là con người bản nguyên chân thật tâm phân biệt này chủ là chủ của những tên trộm là nguồn gốc của của mười hành động xấu là hầm bảy kiến thức dựa trên sự dính mắc của hình tướng bởi chúng ta phân biệt bây giờ phân biệt bằng cách nào ở trong làm chúng ta nó cũng tạo ra một cái loại tướng một cái tướng giống như là không có chất, không có lượng nó vẫn là có một cái tướng mà chúng ta biết ừ. chính cái tướng đó nó vẫn sẽ phân biệt còn ở trong cái sự mênh mông trống rỗng thì nó đâu có phân biệt gì được không phải là nói nó trống rỗng mà ngay có cái tâm chúng ta trống rỗng tất cả cái, cái ý nghĩ chúng ta nó cũng trống rỗng khi nó hiểu đạo rồi thì tự động nó trong rỗng tất cả nó đều trống rộng mà nó cũng không nói rằng mình trống rỗng hay sao ấy cả thì làm sao nó có sự phân biệt được cho nên nếu nó không bị tiêu trừ dù ông có nói những lời tuyệt diệu về cái phi thường chúng cũng chẳng là cái gì hơn những vọng hộ những vong hồn xa lạ của trùng quan đây là cái câu nói của thiền sư cuối cùng âm sẽ không tránh khỏi trôi nổi trong cõi luân hồi chính cái sự luân hồi đó là một là chúng ta không thấy không biết thật hai là do cái sự phân biệt và cái thứ ba nữa nó gồm cả hai là cái cái chấp chấp kiến hay là thấy một bên hay thấy như thế nào hay là khi mình thấy đó nó thành ra cái thấy còn cái tâm không mà không biệt thì thực sự cái thấy nó có đó nhưng mà nó không chấp nó không là gì hết cả cho nên cuối cùng sẽ không tránh khỏi trôi nổi trong cõi luân hồi vì lẽ đó mà việc tiêu trừ tiêu trừ nó gắn liền với đại sự duy nhất lý do từ khi chưa có chưa khởi thủy đến giờ hai cứ luân hồi qua sáu cảnh giới tồn tại, triền miên trong đau khổ tột cùng là vì không dập tắt được tâm phân biệt này. Cái tâm phân biệt nó cũng là một cái tính chất cũng như là vì cái tướng nào đó nó mới phân biệt. Nó phân cái này nó nó không giống với cái kia. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái ông thầy tu ông đầu tròn áo vuông hay là ông là một cái, cái cử động dán dấp tác phẩm của một vị thầy tu một vị thầy ừ. rồi mình thấy một người đó họ không có tác phẩm đó họ không có cái 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 hình thức đó thì mình nói là cái người này không tu ừ. nhưng mà cho nên cho kích chỗ tu hay là cái chỗ giác ngộ thì thực sự chúng ta không nói được chúng ta không mà có khi chúng ta cũng khó thấy thì chúng ta chỉ thấy hình dáng thôi cho nên do như vậy à, thành người ta mới nói là tu không phải chứa cáo hay là chứa cáo không phải người tu hồi, nhỏ tôi mới học tiếng một thì ông thầy cũng dạy nữa là in in the four bars là là không không chứ áo không phải ông thầy tu hay là chiếc rau cái bộ rau không phải nhà hiền tiết hay là học từ tiếng một rồi tới những cái câu đánh vằn rồi vô le đó, đó. Cho nên do như vậy, cái vấn đề, cái, cái hình thức á, cũng không phải là là cái đó. À. Nhưng mà ở trên cái vấn trên cái chỗ đời sống á, thì nếu không có hình thức đó thì làm sao người ta ta biết cái này khác với cái kia được? À. Cũng như một người một người làm việc trong trong văn phòng nó phải khóc hơn chứ ăn mặc nó phải có nghiêm tĩnh hơn hay là cái cử động hay là ngôn ngữ nó có nhiều cái khóc với với một người mà họ đang lao động ở, ở, ở bên đường hay là họ lao động về cái gì đó bởi vì người lao động nó không thể chứng chặt như cái người đó được nhưng mà thật sự đứng về cái tri thức hay đứng về một cái sự thật nào đó thì họ không khác, ở trong cái trong cái sâu xa họ không khác. Và nhất là khi mà con người nhìn con người không thấy cái cái đồng và cái khác đó, trong cái tánh thấy của mình đó thì thực sự là không có sự phân biệt. Bởi vì khi thấy nó như chính là cái thấy. Tức là thấy như thị, thấy như như, thấy đang là thấy như chính nó thấy gì đó nhưng mà không có tay tất cả cái tay mà chúng ta nói đó là là tự nhiên mình nói thôi đó. cho nên trong khi ví dụ mình nói mình không có tâm thì mình nhìn cái này với cái này cái trên cái dưới cái này nghĩa là mình không có rời không có chỗ mà phân biệt phân tách hay là mình không hoàn toàn mình không thấy khác cái đó ai cũng có thể lúc ta đương nói cái gì đó thì có khi cái người đó nó không thân không thù không phải bạn không phải là xa không gần gì cả nó không xảy ra cái đó trong khi chúng ta có một cái thức nó khác đi hay là cùng một đoàn người cùng đi trên một con đường vui vẻ đó thì thực sự mình không có nghĩ người này là trí thức người này là người không trí thức hay là người này xế này người kia thế kia cái phân biệt nó do tâm chúng ta nhìn vào sự vật. Mà ở trong cái mà khi chúng ta không bận rộn thì chúng ta tự nhiên nhớ lại cái 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 tính chất không giống nhau. Còn khi chúng ta bận rộn ở vùng một vị trí nào, một địa điểm nào thì cái cái sự phân biệt nó ít hơn, khó hơn. Cũng như mọi người ví dụ như có một chuyện gì gấp rút mà chạy đi giống như giặt đuổi thì mà ai nấy chạy trong khi chạy đó không có cái tâm mà phân biệt không nói cái ông này là người lớn ông này là người nhỏ hay là nhất là chức phận già trẻ thì cũng nói bởi vì giặt nó đuổi tới nơi rồi chạy chậm thì nó bán chết hay là cái gì đó ở trong những cái đó để chúng ta phân biệt chúng ta thấy rằng cái cái tính chất mà nó ồn ào quá nó xóa đi nó cũng đóng như khi mà chúng ta lặng lẽ không có khởi niệm nó cũng xóa đi hay là chúng ta vô tâm nó cũng xóa đi và cái không biết nó cũng xóa đi rồi cái biết cuối cùng thì không có cái đó không có sự phân biệt đó. cho nên cái sự phân biệt nó xảy ra từ trong vô minh từ trong cái loạn từ cái không biết thật nhất là khi mà chúng ta phá vô minh rồi gọi là cái đó bóng tối nó hết cái bóng tối trong bóng tối nó sinh ra tất cả cái vận hành thay đổi phân biệt chứ không phải là vô minh mà nó sanh hành nó duyên nó duyên với các cái hành thì nó mới nó nó mới phát nó sanh ra cái danh và xác nếu nó không sanh ra hành thì cái danh và xác nó không phân biệt cho nên những cái này là nó 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 có hơi câu xa trong 12 nhân duyên đó. bộ minh duyên hành thức danh sách cũng nhập xuất thọ thu hữu đó. ngược trở lại Đúng. cho nên bữa nói là vì lý do mà việc tiêu trừ nó gắn liền với đại sự duy nhất lý do từ khi chưa khởi thủy đến giờ ta cứ luân hồi qua sáu cảnh giới tồn tại, triền miên trong đau khổ tụt cùng, là vì không dập tắt được tâm phân biệt này. Nhưng mà nếu có người nói ở nếu không phân biệt thì thì lấy cái gì là, là 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 biết được luân hồi sanh tử, mà không phân biệt làm sao cái không phân biệt lại không luân hồi sanh tử? Nhưng mà cố cứu à là chúng ta phải biết cái không phân biệt là gì Chứ không phải là mình nói không phân biệt Nhưng mà cái trạng thái Không phân biệt là gì Ví dụ mình nhìn, mình ngồi đây Mình nhìn trong tất cả mọi cái Cái phân biệt thì chúng ta thấy Từ cái chi tiết, màu sắc, hình lượng Khối lượng hay là Người hay là đồ vật này kia Chúng ta lẩm nhẩm, chúng ta có Từ cái chỗ khóc, nó kín đấu Cho nên nó khóc cái hiện tượng Của con mắt rồi từ đó nó trong tâm nó mới nảy sanh ra cái khái niệm Cái này tên này, cái kia tên khác, cái này lớn, cái kia nhỏ gì đó Nó phân biệt nhiều lại lắm Thì tự nhiên nó đối diện như vậy Nhưng mà nếu ở trong tâm chúng ta bây giờ đang bận rộn một cái gì đó Ví dụ bây giờ tôi đang bận rộn qua sách Tôi đang bận rộn nói chuyện đây Thì cái, cái tâm mà phân biệt đó nó nằm ở trong cái chỗ bận rộn rồi thành tâm cái khoảnh khắc đó chúng ta đương làm việc chúng ta ngước nhìn thấy sự vật nó không có phân biệt nhưng mà chúng ta không thấy cái không phân biệt chúng ta nhìn như vậy chúng ta không có nghĩ gì hết thôi mình nói đại khái là chúng tôi không nghĩ không 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 nhưng mà khi mà chúng ta không còn bận rộn không còn tính toán không còn viết lách không còn cái gì riêng tư hết, thì chúng ta tự nhiên chúng ta nói à cái này lớn quá cái này nhỏ quá hoặc đằng trước đây nó có cái cái miếng nó đường lai động hay là cái này kia đó đó là tôi nói cái thực tại hoặc là cái này cái này vậy chúng ta thấy âm thầm cái thấy đó nó cũng có cái khác còn khi mà cái tâm chúng ta bận rộn hay là định tình tĩnh hay là ở trong một trạng thái khác thì chúng ta thấy nó không có gì cả nghĩa là thấy như chính cái thực cho nên gọi là thấy sự thật cho nên cái cái từ phân biệt đó không phải là chúng ta để nói để phân biệt trong cái ngôn ngữ hay là cái chỗ phân biệt cái trạng thái thức hay là này kia nhưng mà cái chỗ không phân biệt đó chúng ta phải quay lại chúng ta nhìn thấy bây giờ chúng ta cũng đang có cái không phân biệt chứ không nhất thiết là phân biệt bởi chúng ta nói quá nhiều về cái sự phân biệt thì cái tâm chúng ta nó cũng mệt rồi nó cũng cháy rồi nó nó nhìn nó như nhìn thôi thì cái chút đó ít nhất là nó cũng có một cái giây cái, cái, phút không phân biệt Chúng ta thấy cái không phân biệt thì là, là cái tâm chúng ta lúc đó nó như như Nó như thật, như thị Cái tâm đó Nó còn hơi mệt mỏi hay cái gì Nó lý tí chút thôi Chứ chính cái tâm đó Thì khi mà cái tâm giác ngộ thật sự Nó cũng y như vậy thôi Cho nên cái tâm giác ngộ Là cái tâm không phân biệt Cho nên phân biệt nó gọi là sinh tử mà vô phân biệt nó là niết bàn cái đó chúng ta phải thấy từ kinh viên giác kinh lăng nghiêm có kinh đại thừa ừ. cho nên nó không phân biệt cho nên tâm và pháp phật và chúng sanh tất cả nó đồng nhất thể ừ. Cho nên nó là tâm không bước vô ngã đại đồng Bởi vì nó không nghiêng bên này Không nguyên bên kia Lầm không triếu mến rõ thâm nhiệm màu Chúng ta phân biệt Nó bước sanh ra đủ thứ Thiện ác nghĩa là Ái yêu ghét bỏ đủ thứ Lầm không thiếu mến rõ thâm Nhiệm màu rốt tận vô vi Vô trong vô đó Vô vô bất tận Thì phi ly nước bằng pháp không tâm pháp ẩn tàng không tâm không pháp quy hoàng lạ thai bởi vì trần gian ham muốn bên ngoài luyến lưu khổ hận những ngày vô nương ai hay ái thủ vô thường cái, cái ái và cái giữ nó là cái chuyện không thể không thể bấm chặt được biết là giải thoát chẳng nương vật gì cái sự hiểu biết nó là giải thoát đó là đó là tôi nói trong 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 tâm toàn giác của của Rishnamurti của của mấy nhà đạo sư thế giới đó cho ừ. nên nó pháp và vô pháp vốn không vô pháp với pháp cũng đồng như nhau nay đêm vô pháp truyền trao pháp pháp với pháp thế nào khác chi ừ. pháp và vô pháp cũng đồng nhau đồng nhau là chỗ nào là chỗ không phân biệt Ừ. cho nên nay đêm vô pháp truyền trao là gì chỗ đêm cái chỗ cái chỗ không phân biệt đó nay đêm vô pháp truyền trao với pháp với pháp có nào khác cha khác chi sự bởi vì xưa nay pháp pháp vẫn là là thôi chứ không phải là cái gì xưa nay pháp pháp vẫn là không pháp không cả cái mà pháp không ừ. đó, nó không có pháp và cũng không có cái không pháp xưa nay pháp pháp vẫn là không pháp không cả cái mà pháp không nó là ở trong cái không nhưng mà không phải bây giờ chúng ta nói không nó cũng bị cái âm thanh này nó chặn đứng một cái vi tế nào đó nó thoáng biết thôi còn dứt thấy cái, cái âm thanh đi dứt thấy cái phân biệt, đúng sai phải quấy hay cái gì cả nghĩa là chúng ta không nói không nói về cái âm thanh về bên ngoài mà chúng ta cũng không nghĩ về bên trong cái tâm chúng ta nó im ru và rồi 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 mở mắt ra mà nhìn thì thấy cái gì chúng, có khi chúng ta mày quá chúng ta cũng không phân biệt nổi không có cái gì hết cả bởi vì sao chúng ta tìm cái chỗ không phân biệt cái trạng thái tâm đó là gì đó là một trạng thái không phân biệt chứ không phải là cái nói không phân biệt khi mà cái không cái trạng thái chúng ta biết chừng bằng một xíu xíu siêu thôi bằng một ngón tay hay bằng một sợi tóc thôi thì chúng ta biết một chút thì tự nhiên nó sẽ tăng lên có khi trong chốc lát là nó đầy tràn hết bởi vì một bứ, bứ, tất cả nó cũng vậy thôi. Bởi vì cái chỗ không phân biệt đó, nó không lớn, không nhỏ, không dài, không ngắn, không vuông không tròn, không mới, không cũ, không là gì cả. Bởi vì nó là không. Chính phân biệt thì nó bứ, bứ, bứ trở thành cái có. Còn không phân biệt là nó không. Nó không nhưng mà chúng ta phải hiểu cái không chứ còn cái tiếng không này cũng là một cái tiếng tương đối thôi. Cho nên vì khi mà học pháp á, nó phải chịu khó mình đừng có ngại cái danh từ. Cái danh cái từ á thật sự nó không chỉ đến nơi. Nó không chỉ đến cái chỗ chân lý được, nhưng mà danh từ nó mới phá danh từ được, cái từ nó mới phá từ được âm thanh nó mới phá âm thanh được. Ừ. cho nên vì thế cho nên nó ừ. còn khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta dừng rồi thì chúng ta sẽ thấy cái dừng cái dừng cái mà chúng ta im lặng chúng ta dừng lại đó chúng ta rời cái cái chuyển động của của não trạng chúng ta ra thì thực sự là chúng ta thấy nó im không phải chúng ta chúng ta rời cái phân biệt hay là rời cái tiếng đậm á thì chúng ta thấy cái im nhưng mà cái im đó không phải là rời rời nó im bởi chúng ta rời cái phân biệt thì tự 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 nó cái im nó từ bao giờ rồi chứ không phải là chúng ta không nói là nó im chúng ta nó không nói là nó im thì cái đó là thực sự nói lỗi chứ, chỉ có cái người mà nó kém trí thì mới nói không nói là im cái im nó có trước cái dừng nó có sau cho nên nó lặng dừng trong cái lặng im đó lặng dừng nó ở trong cái lặng im cho nên hư vô sau cái nỗi niềm trôi mau chứ không phải là hư vô nhưng mà cái người ngộ đạo mà thấy hư vô thấy vô đó là ngay có cái chuyển động cái ồn ào cái tướng nó cũng cũng thấy vô nữa cái thấy vô là thấy cái vô Chứ không phải là cái vô nó như thế nào, không thế nào. Nhưng mà cái thấy, cho nên người mà thấy cái hư vô rồi thì ồn ào cũng thấy hư vô. Cũng như người mà thấy tính thì tất cả tướng cũng thấy tính. Người mà thấy Phật thì thấy toàn thế giới. Tâm Phật tất cả đều là Phật. Bởi vì sao? Bởi vì nó từ cái không thấy mà nó có. Phật từ tâm không quá ra, tu hành thờ vật là thờ tâm không. Bởi vì cái tâm không là cái tâm không chấp không dính không mắc cho nên chúng ta nói tâm không chứ chúng ta phải 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 biết cái không dính không chấp không mắc này thật sự không là gì cả thì nó tự không bởi vì chúng ta có là bởi vì chúng ta dính chúng ta mắc cho nên nó tu hành thờ phật là thờ tâm không bởi vì tâm không nó không có dựa nó không có ngã tâm không vô ngã đại đầm bởi vì sao bởi vì lòng không triếu mến rõ thâm nhiệm màu nhiệm màu rốt tặng vô vi vô vô bất tặng phi ly nước bàn bởi vì pháp không đó là tâm pháp chứ không phải là có pháp không thật pháp không tâm pháp ẩn tàn bởi vì không tâm không pháp quy hoàng lạ thai nếu ngược lại thì trần gian trần gian ham muốn bên ngoài luyến lưu khổ hạnh những ngày vô nước bởi vì đâu có biết là ái và thủ nó là vô thường giữ nó cũng mất thôi mà liếng tiếc nó cũng tiêu tan ai hay ái thủ vô vô thường biết là giải thoát chẳng nương vật gì cái biết nó giải thoát và cái biết cái vô thường rồi thì nó không vô thường nữa biết là giải thoát chẳng nương vật gì cho nên <laughs> cái bài nó có mấy trăm câu tôi nhớ có mấy câu đó thôi cho nên cái 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 thực tiễn của của cái đời sống chúng ta sẽ sẽ không bất mãn với nó nếu chúng ta thấy cái sự thật bởi vì chúng ta thấy qua danh qua sắc qua so sánh qua đối chiếu thì chúng ta rất là khổ ta khổ chẳng những vì cái thời gian sai biệt mà vì cái sự sai biệt của cái thực tiễn cái hiện hữu đó mà cái sai biệt không phải là nó sai biệt nhưng mà tự ta phân tích phân biệt chúng ta thấy khó thành nó sai biệt mà cái thấy cái biết cái đồ đó là nó thuộc về phần cái não trạng của mình trong cái cái nhìn của mình bây giờ mình chỉ đổi chính mình thôi thì tất cả mọi cái nó đều nổi còn nếu cái tâm chúng ta mà thật sự bình lặng thì thế giới nó bình thôi bây giờ nó đương chiến tranh cũng là bình bởi vì nó có cái điều này Thật sự cái người mà nói này họ phát minh ra rất xưa gọi là tâm bình thế giới bình á. Bây giờ cái tâm mà bình rồi thì cái thế giới tự nhiên nó ổn. Ừ. Cho nên nó có những câu thơ mà nó 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 có cái cái vẻ mà Thử tình hay gì đó. Kêu bằng kiếm báo trong vùi nơi đội lý đó khách tình để giữa tiếng quân reo. Cho nên cuộc đời này á, do cái cái tâm chúng ta dao động, do cái chúng tâm vọng tưởng, thành chúng ta thấy nó rất khổ, nó rất vô thường, nó không có chỗ nương, nó rất là, nó, nó có cái tính chất đưa chúng ta đến một sự rối răm, phức tạp, thành chúng ta phải chạy trốn, chúng ta trốn cũng giống như mình 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 chui đầu cũng như là con lừa mà người ta nói nó đút đầu vô cát để nó trốn những những cái, cái con khác trốn vật trốn người hay trốn gì đó mà chúng ta chỉ chỉ trốn trong chúng ta đổi hình thức chúng ta đổi cái ngôn ngữ chúng ta đã tạo ra một cái ngôn ngữ khác lạ đi nhưng mà sự vật nó không khác lạ Chúng ta nói cái đó không đúng, cái đó sai, cái đó tà, cái đó gì đó. Thì tự nhiên chúng tạo cái đó để chúng ta thấy cái đó khác. Còn cái thật sự là nếu mà chúng ta không tạo gì, không bình an, chúng ta trở thành niết bàn, trở thành cái, cái an nhiên tự tại rồi thì chúng ta thấy không khác Cái khác đó nó không khác. Cũng như chúng ta phiền não, phiền muộn, thì chúng ta sẽ thấy sự vật nó chán đó nó không vui. Ừ. Còn nếu chúng ta vui thì cái cảnh tất cả cảnh nó nó vui. Cho nên mới nói người buồn thì cảnh chẳng vui, người buồn thì tâm cảnh chẳng vui bao giờ. Đó. Cho nên cái cảnh này nó theo người mà nó hiện ra. Nhưng thật sự thì có khi nó không có theo người vậy đó tự người theo nó thôi, người tưởng thấy nó là sai. À. Cho nên hồi nhỏ mà tôi thích thơ, tôi đọc những cái thơ, tôi thấy thật sự người ta hiểu. Mà hơn hơn tôi mà khi mà tôi học giáo lý mà tôi chưa hiểu. Cho nên những cái bài mà như thơ, thơ cổ, như là Khứ Niên, Kim Nhật Thử Môn Trung, Nhân Diện Đầu Hoa Tương Ánh Hồng, Nhân Diện Bất Tri Hà Sứ Khứ Đầu Hoa Y Cựu Tiếu Đông Phong. Hay là nó hay lắm. bởi vì do cái tâm của chúng ta. Cũng một cũng một cái cảnh đó nó không sai gì bao nhiêu như một cái tâm chúng ta khi thời bình khóc, khi thời loạn khóc. Cũng cái câu đó mà chúng ta thấy cái vẻ đẹp, cũng có cái cảnh đó mà chúng ta thấy một cái đẹp thiên nhiên màu nhiệm hay là gì đó hay là trên trời rơi xuống. Còn cũng cái cảnh đó Mà chúng ta lại thấy nó khóc Nó khổ sở chi đâu đó Cho nên lúc mà bình an Thì chúng ta nói Quân bất tiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai Bôn lưu đáo hải bất phục hồi ôi cha cái vẻ đẹp đó Anh có thấy chăng Nước sông hoàng hà Từ trên trời chảy xuống Nó, nó, nó ồn ào Nó lặt đặt nó mau chóng nó, nó xuôi về bể Và không bao giờ nó trở lại Bây giờ nó còn 10 lần, trăm lần, ngàn lần cái chuyện đó Nhưng mà chúng ta lại thấy nó khủng khiếp Bởi vì sao nó động chạm đến cái thân xác của mình chết bây giờ đó Ở đó mà làm thơ Cho nên do như vậy Chứ mà thật sự một cái người mà Ở đâu đó họ khờ hoặc họ không biết cái gì Hoặc là họ không có sợ Hoặc là họ an nhiên tự tại Họ vẫn thấy bé đẹp bây giờ nó còn đẹp hơn nữa nó hùng mạnh dữ dội như một đoàn quân ồ ạt mà nó đánh phá nghĩa là một cái gì đó cho nên nước cho nên cũng như bây giờ mình bị mình sợ hoặc là mình thấy nó khủng khiếp quá là bởi vì nó động chạm đến cái bản ngã đến sự tồn vong của mình ví dụ như trường hợp mà đập tâm hiệp chúng ta thấy nó khủng khiếp sợ hãi mà cái sợ đó hiện tại không phải sợ Mà chúng ta sẽ tưởng tượng Nó vỡ ra một cái thì mọi người chết chết Trong đó có mình cũng chết Mình sợ là mình sợ, mình tưởng tượng Nghi ngờ mình sợ Chứ thật sự nó là một vẻ đẹp hùng tráng Nó như một đoàn quân Thần thánh hay là ma quỷ gì Nó ồn ào nó Vội vã nó, nó xâm lắng tất cả nó, nó biến đổi tất cả Nhưng mà chúng ta sợ quá Chúng ta đâu có còn thấy cái vẻ đẹp nó nữa đâu cái vẻ đẹp hùng tráng của nó nó chỉ khi tâm bình an thì nó mới, mới thấy được còn tâm sợ hãi thì nó sẽ biến ra một cái sự khủng khiếp thì tất cả hầu hết là thế gian này nó do tâm mà mà nó sanh ra cái, cái tính chất đúng sai cái tính chất ngay có cái thiện ác cái gì cũng vậy nó nó do sự phân biệt chứ không phải là nói về tâm là nói chung nói cái nguyên lý của nó nhưng mà do sự phân biệt và do cái trong cái sự sợ hãi từ từ thấy từ phân biệt mà thấy cái tướng nó đổi khác à. cũng như cái thế giới này thực sự có khi nó đã giải thoát rồi mình không biết nữa nhưng mà mình quá khổ đau mình quá phiền não mình mỗi khoảnh khắc mình đều ưu tư sầu muộn khổ đau mình thấy thế giới này nó là địa ngục nhưng mà nếu với một đứa trẻ con hay là một người họ vô tư hoặc là người họ không có tâm trí thì họ thấy nó còn nhộn nhàng nó còn vui nữa chết đâu họ chả cần nhưng họ thấy nó vui bởi vì mình sợ cho nên mình mới khổ chứ không phải là nó làm mình khổ cái gì nó cũng có cái vẻ đẹp của nó mà cái gì nó cũng có cái cái, cái sự bất mãn sợ hãi lo âu sầu muộn trong đó cho nên một người quán tưởng thế giới bình thường nó cũng thấy vô thường. Từ cái vô thường đó nó bước tỉnh thức được là cuộc đời này nó vô thường. Nó, nó, nó vô ngã. Nó không có thật đâu. Nếu mình bám víu mình tin tưởng nó thì thì mình sẽ khổ, sẽ nguy biến. Bây giờ nó không thật. À, nó, nó thật nhưng mà mình thấy không thật. Thì mình mình tu hành được. Còn nếu nó thật mà mình thấy nó còn thật hơn, nó ham muốn hơn, thì mình nghĩa là chìm đắm trong nó, mình mình bị nó cuốn hút, thì mình bị nó, nó gọi là nó đồng quá mình vật quá mình, thì mình sẽ khổ. Cho nên cái sự giác ngộ nó đi giữa, chứ không nó không nói cái này xấu hay là tốt, nhưng nó biết cái tính chất giác ngộ thì nó thấy là cái này là quyển quá cái này là gừa gạt cái này là vô thường không vô ngã đây là bậc thanh văn còn ví dụ con mắt phật thì thấy nó như thế nó là như vậy thôi cho nên chúng ta cầu phật chứ không phải là phật cầu chúng ta chúng ta đi tìm giác ngộ chứ không phải là giác ngộ nó đi tìm chúng ta bởi vì chúng ta tìm giác ngộ cho nên cũng khó thấy giác ngộ lắm. Bởi vì trước khi chúng ta giác ngộ thì chúng ta thấy toàn là điên đảo. Chúng ta thấy bất cứ cái gì. Toàn là cái hoàn toàn là thế gian này tâm tối mù mịt vô minh. Hành thức danh sắc lục nhập không à. Còn khi mà giác ngộ rồi thì chúng ta là thấy khóc. Nhưng mà không nói được. Bởi vì không có ai đầm cái cảm nghĩ cái căn cơ với mình cho nên mình khó nói được. Ừ. Cho nên mình nhìn một cái cảnh Cái tâm hồn mình Nó khóc Cho nên cái cảnh đó nó trở thành thăng hoa Tâm hồn mình nó bay cao Cho nên cảnh này nó trở thành một cái sự linh động Còn cái tâm hồn mình nó trầm lắng Nó khổ sầu Nó, nó có cái gì đó cho nên nó người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ là vậy đó. đó. Cho nên chúng ta phải ý thức cái chuyện đó. Đại khái là chúng ta không phải chúng ta rời phân biệt hay là phân biệt mà chúng ta phải nhìn thấy một cái thực tại của những cái, cái cái cái, sự lung lai một một cái tính chất của cái sống sống lòng của chúng ta nó như như vậy đó cho nên tâm mình bất an bất an là bởi vì cái tâm nó không ở trong chính nó mà nó đang lai lắc với một cái ấn tượng biểu tượng hay là nó lai lắc với cái cảm nghĩ như thế nào đó nó bất an chứ còn thật sự nó không bất an trong người mình quả tim nó không phải là bất an đâu khối óc nó cũng phát bất an nhưng mà bởi vì cái vô minh cái sự điên đảo của tri thức của kiến thức của mình nó bất an ừ. cho nên do như vậy chúng ta làm thế nào mà chúng ta biết cái chân lý thật được chỉ có cách là chúng ta im lặng Im lặng và yên lặng Nghe cái im lặng đó Cho nên cái cái, cái chủ đề đây nói là Tiếp xúc không còn sự tĩnh lặng Sẽ tới à. À. Tiếp xúc không còn Phải rồi phải Có cái phải Tiếp xúc không còn thì sự tĩnh lặng sẽ tới tĩnh lặng tức là yên lặng tức là không có vọng được tiếp xúc không còn là gì ví dụ tôi không có sanh ra cái sự tiếp xúc và tôi cũng không thấy cái sự tiếp xúc nếu mà nói một 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 khoảnh khắc nào nghịch lại thì tôi có thể tôi biết cảm giác mà nếu tôi biết cảm giác chỉ là cảm giác thì cái đó là tiếp xúc mà không tiếp xúc mà tôi biết cảm giác nhưng mà tôi cũng không chấp cảm giác tôi chỉ thoát khỏi cái mê của 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 cái sự xác định cảm giác chứ không phải là cảm giác hay không cảm giác à cho nên nếu người ta giác ngộ thì người ta có thể đi vào ở trong một cái tính chất mà rối loạn mà người ta không rối loạn người ta vào trong cái cõi ồn ào mà cái người giác ngộ đó vẫn không ồn ào cũng giống như một người mà hiểu quá rõ về cái thủy tính về nước rồi thì vào nước đó là cái niềm vui họ bơi lội họ thoải mái họ muốn đi đứng đi nghiêng đi nằm đi ngửa hay cái gì cũng được họ có thể thả tôi trên dòng nước nhưng mà nếu người ta không có không có cái ngộ tính ngộ thủy không có cái giác ngộ về nước thì vào nước là một cái trở ngại nên là đương nhiên rồi tất nhiên rồi thế gian này nó cũng vậy nữa cho nên thế gian trần gian nó vẫn đẹp nó vẫn tốt, có người bình thường nhưng mà nếu chúng ta có một tâm trạng gì thì trần gian nó lại trở thành một cái khủng khiếp. Bây chúng ta tưởng tượng, trần gian ơi đây thành phố gì đang quen, nhân chốc rồi gì sẽ xa miền đường xá lạ gì. Cho nên chúng ta nghĩa là trong cái thấy chúng ta nó lại lật ngược lại, nó là nghĩ tới lát nữa đây sẽ biến đổi đi cuộc đời nó sẽ biến đổi đi nhưng mà ở trong những cái pháp tu á trong tương đối chúng phải đi trước nó chưa vô thường nhưng mà chúng ta phải lại phải thấy vô thường phải phải thấy nó vô thường thì chúng ta bước giật mình chúng ta lui một bước nghĩa là chúng ta phải thối nhất bộ thì nó mới tự nhiên khoan được còn nếu vô thường mà chúng ta không thấy vô thường thì cái này chúng ta mù mịt không thấy chứ không phải là giác ngộ. Còn nếu giác ngộ thì cái vô thường hay không vô thường chúng ta đều biết như thật. Cho nên nó không phải sợ, không phải không sợ, nhưng mà cái sự kiện thì chúng ta biết cái tính chất nghĩa là làm thế nào để cho mình mình được không có nguy hiểm. À. Cho nên do như vậy cái cái tính chất này là nó đòi hỏi mình phải có cái chút trí ừ, sáng lên thông nó để soi thông cái 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 tâm cái tâm mà hiểu sai gọi là minh thông minh ừ. cái thông rồi nó nó mới minh được mà nó nó minh này nó cũng thông được nhưng mà cái điều này là điều ai cũng có nhưng mà chúng ta không không có đánh thức nó lên nếu mình có cách nào mình đánh thức được cái sự thông minh cái sự tính thức là, thì tự nhiên thế giới này nó lật ngược lại hết nó lạ như vậy đó cho nên nó không phải là thường hay vô thường nó không phải là khổ hay là vui không phải là gì cả bởi vì không có một cái gì mà thật thực trạng nó bằng cái sự giải thoát mà cái sự giải thoát là phải bằng cái tính chất thẩm thấu vào trong tất cả những cái cái nhân quả của nó mà mình nhất là mình rõ biết chính mình tức là trở lại với chính mình mình phục hồi được cái cái mà mình chưa biết mình phục hồi được cái mà mình chưa sanh khởi mình phục hồi mà cái gì đó và khi mình thấy cái chưa đó cái chưa đó thì cái sanh khởi đó nó từ cái tâm chưa đó cái tâm không đó nó thấy cái sanh khởi thì cái sanh khởi nó cũng không bởi vì nó từ không nó khởi mà bây giờ nếu mình là cái không thì mình sẽ thấy cái khởi đó là không cho nên bữa nói phật từ tâm không quá ra rồi vậy mình ở trong cái không tính không tâm thế giới này nó là trống rỗng nó là không nhưng mà không phải là nó không cái tướng nhưng mà cái tâm mình nó không bị chấp vào cái hữu không vào chấp vào cái sự tương đối cái sự vô thường mà tâm mình nó thấy một cái gì nó giống như ở trong mơ nó không sao hết cả ừ. cho nên cái điều đó nó có thể sai đổi nghĩa là ở trong cái cái nội dung của, của cái sự kiện của nó cuộc đời này cũng vậy nữa hệ mình nghĩ như thế nào thì mình sẽ làm như thế nấy mà mình thoát ra cái ý nghĩ đó thì phải mình phải không làm cái đó ừ. mình nghĩ như thế đó mà mà mình nó không làm cái đó là mình phải gán gượng dữ lắm. Ừ. Cho nên cái tâm mình á. Dạ tự nhiên nó. Nó muốn giữ giới. Mà cái tâm thật thì nó là phạm giới. Còn cái tâm nghĩ thì nó muốn giữ. Mà cái tâm nghĩ nó không qua cái tâm thật. Thành thế nào mình cũng phá giới nếu bàn vào mình thấy cái sự thật nó không phải phá không phải phạm không phải gì cả nó là như chính nó thì thì mình sẽ không phạm cho nên cái vấn đề nó là cái vấn đề đặt cái chỗ cái điểm dừng của nó nó có đúng điểm dừng không hay là cái dừng đó do cái con mắt mình mình thấy nó nó là điểm chuyển điểm động mà mình lại thấy nó là điểm dừng còn còn nó là cái điểm dừng Mà mình lại thấy là điểm đậm Còn thế giới nó như thực Nó như thị Nhưng mà là mình thấy vô thường Thì mình đậm Còn những hoàn cảnh Những thế giới nó vô thường Mà mình lại không thấy Mình thấy nó thường Là mình cũng sai Mà nó không nó Nó, nó thường Mà mình thấy vô thường Thì mình cũng sai cho nên bằng giờ mình phải thấy sự thật thấy sự thật là sao thấy sự thật tức là mình thấy mà trong tâm mình không có dao động trong tâm mình không có biến đổi trong tâm mình không đổi khóc nghĩa là mình thấy như cái thấy nó thường hay nó vô thường là cái chuyện nó không dính dấp gì cả nó chỉ có danh thôi có cái tên thôi chứ không có thật ừ. cũng như nước nó im lặng hay nó sấm thì nó chỉ là vẻ đẹp thôi nó là bởi vì tự nhiên nó là vậy chứ mình thấy sống rầm rầm ồn ào mình sợ quá thì thì thật sự là mình đâu có dính dấp gì đó còn im lặng thì mình thích là bởi vì trong cái sợ hay là trong cái lì của mình đó nó có một cái gì đó phía sau đó hay là mình viên vào một cái trước đó để nó sanh ra cái tâm đó cho nên tất cả mọi cái thế giới hiện tượng này nó đều do tâm mà sanh cho nên thế giới từ tâm sanh thế giới từ tâm diệt tâm pháp bỗng lai vô thủ xã bất khả đắc tâm pháp nó đều là hư không cho nên mình mình thủ và mình xả nó đều là không cần thiết để mình đạt nó mình đạt nó để làm gì nó còn mình đạt nó còn còn nguy hiểm nữa cho nên nó có với không giáo điều hằng tiến mộ mà cuộc chơi đời ấy oán trách vô danh nó là cái nó từ cái ảo tưởng mà mình cứ muốn chứng muốn tu muốn đủ thứ chuyện là bởi vì mình đặt nó trước rồi mình cứ sợ nó à. cho nên bởi vì nghĩa gì đâu khi sắc lá lìa cành mình cứ nghĩ nó là vậy có thể nó cũng vậy nhưng mà mình bây giờ mình sợ nó là do ý nghĩ của mình cũng như tôi đi tối tôi rất sợ ma là bởi vì tôi thấy cái tôi chưa thấy ý nghĩ của tôi tôi nghĩ là phải có con ma có con ma thật có thể nó có thật tôi mới sợ nhưng mà thật sự là trong khi tôi sợ trước rồi cái ý nghĩ của tôi tôi nghĩ nó có cho nên tôi mới sợ mà không phải là tôi nghĩ nó có không mà tôi còn tưởng tượng một con ma nó ghê cũng nó, nó le cái lưỡi dài ra tóc nó xõa xuống rồi nó đi lừng thừng trên hư không tôi khiếp lắm tôi sợ lắm thật sự tôi sợ cái hình dáng trong đầu của tôi chứ đâu phải là tôi sợ con ma đâu cho nên con ma đó là mình đó cho nên thế giới nó lộn xộn nó là từ chỗ đó không biết thật sự là của mình hay là hay là của 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 cái mà mình sợ ai gì đạt phật mình tự cái cò một mình mình thôi chứ không có chuyện gì hết cả